Ngày 6 tháng 12, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị tập huấn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ đảng. Dự hội nghị có đồng chí Phan Thăng An, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện Ban Tổ chức 28 Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền Bắc. Trước giờ diễn ra hội nghị, các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền thờ Bắc Hồ, Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt phổ biến và nghiên cứu một số nội dung liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, giải đáp một số vướng mắc trong quá trình thực hiện quy định số 58 của Bộ Chính trị và hướng dẫn số 01 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, nghiệp vụ công tác thẩm tra xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị, tham mưu kết luận tiêu chuẩn chính trị thực hiện hướng dẫn số 02 của Ban Tổ chức Trung ương. Đồng thời, đại biểu các tỉnh ủy, thành ủy cũng đã trao đổi giải đáp về nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại cơ sở. Thông qua hội nghị góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tạo sự đồng thuận, thống nhất từ trung ương đến địa phương, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm và giải đáp những ý kiến để tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, để tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các quy định của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.